Kính chào các em đến với bài học trực tuyến tuần 6 môn thể dục khối lớp 7. Bài học trực tuyến tuần này của chúng ta gồm 3 nội dung: đội hình đội ngũ, chạy nhanh, ôn lại phần tiếp theo. Và chúng ta sẽ học bài mới là bài thể dục với cờ. Kính mời các em chúng ta cùng theo dõi. Yêu cầu bài học tuần này gồm các yêu cầu sau. Về phần đội hình đội ngũ, biết cách điều khiển hàng ngang, biết cách điều khiển hàng dọc. Phần chạy nhanh, chạy được bước nhỏ, lưng cao đùi, gót chạm mông và biết ba cách xuất phát. Bài thể dục, chúng ta sẽ học 4 động tác: phương thở, tay, chân và lường. Hàng dọc, các em chúng ta xem lại các khẩu lệnh. Các em chúng ta xem lại các khẩu lệnh trước khi chúng ta sẽ so sánh hàng ngang và hàng dọc. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành so sánh 6 nội dung của hàng ngang và hàng dọc. Mục đích của việc so sánh này để các em tránh lẫn lộn hai hàng với nhau. Các em chúng ta mở bài mà tuần trước thầy đã cho. Các em chúng ta cùng theo dõi, kiểm tra để coi mình đúng hay mình sai. Chỗ nào đúng thì các em ghi nhận, chỗ nào sai thì các em chỉnh sửa lại. Để chuẩn bị nội dung này để tuần 7 chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra. Em mời các em chúng ta cùng theo dõi. Phần thứ hai trong ngày hôm nay là phần chạy nhanh. Thì chúng ta sẽ có 4 nội dung: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông và 3 cách xuất phát như đã học những tuần trước. 4 nội dung này sẽ có kiểm tra, dự kiến kiểm tra phần nội dung là tuần 9.
nội dung ôn ba cách xuất phát. Các em xem lại video của những buổi học trước. Nội dung tiếp theo là bài thể dục. Bài thể dục khối lớp 7 là bài thể dục với cờ. Lưu ý, khi thực hiện thì các em không được sử dụng cờ nước, cờ đội v.v. mà các em sử dụng cờ đó là cờ vướng. Bài thể dục khối lớp 7 chúng ta có tổng cộng 9 động tác. Hôm nay các em sẽ học 4 động tác, hôm sau các em sẽ học 2 động tác, và buổi thứ 3 các em chúng ta sẽ học 3 động tác cuối. Song song với việc học mới động tác thì kèm vào đó là những buổi ôn lại cái động tác cũ. Trước khi thực hiện bài thể dục thì thầy muốn các em chúng ta nắm được nguyên tắc của bài thể dục. Khi các em nắm được nguyên tắc của bài thể dục thì các em chúng ta rất dễ thuộc bài thể dục, kể cả bài thể dục khối 8 và khối 9. Bài thể dục các em chú ý, đa phần bài thể dục sẽ theo nguyên tắc là một động tác đối xứng bên trái rồi bên phải. Hai là lúc nào cũng và hầu như đa phần là bên thực hiện bên trái trước và bên phải sau. Các em chúng ta nắm hai nguyên tắc này. Và nhớ là nguyên tắc này đa phần nha các em, chứ không phải là hoàn toàn. Hai nguyên tắc này đa phần do thầy dạy nhiều năm, thầy ngó vào các bài thể dục và thầy thấy đa phần là như vậy, cho nên thầy dặn các em để các em nắm những điểm đó và chúng ta dễ dàng thuộc các bài thể dục hơn. Ngày hôm nay các em sẽ học trước 4 động tác. 1. Vươn thở. 2. Tay. 3. Chân. 4. Là lường. Các em chú ý. Còn về nhịp đếm của bài thể dục, các em chú ý thầy sẽ làm mẫu như sau. Khi mới bắt đầu, các em phải có khẩu lệnh nghỉ, nghiêm, bài thể dục bắt đầu. Sau đó các em sẽ bắt đầu thực hiện vừa đếm và vừa tập. Mục đích của việc đếm là để cho các em đỡ rung, cho nên các em cần phải đếm to, rõ. Ngoài đỡ rung ra thì để cho các em chúng ta thực hiện đúng. Tốc độ đếm trung bình mỗi một nhịp là 1 giây. Ha các em, thầy sẽ đếm mẫu cho các em. Nghỉ. Nghiêm. Bài thể dục bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 thôi. Động tác vươn thở. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, rộng bằng vai, hai tay cầm cờ đưa ra trước, lên cao, song song, lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng lên cao, ưỡn thân, mặt ngửa, hít vào sâu bằng mũi. Nhịp 2, đưa hai tay ra trước, xuống thấp, chết ra sau, cờ hướng xuống đất, cúi đầu, hóp bụng, thở mạnh ra bằng miệng. Nhịp 3, đưa hai tay và cờ từ dưới ra trước, dang ngang, lòng bàn tay hướng trước, ngực hơi ưỡn, hít vào bằng mũi. Nhịp 4, đưa hai tay và cờ ra trước, xuống thấp, về tư thế chuẩn bị, thở mạnh. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng ngược hướng. Hai nguyên tắc thầy đã thông báo về sang bên phải. Sau đây mời các em chúng ta xem ảnh động cách thực hiện.
động tác tay. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang một bước rộng bằng vai. Hai tay đưa từ dưới ra trước, lên cao, song song. Lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng lên cao, mặt ngửa. Mắt nhìn theo cờ, hít vào. Nhịp 2, đưa hai tay ra trước, song song, cao ngang vai. Lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng trước, thở ra. Nhịp 3, đưa hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, cờ hướng sang hai bên, hít vào. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị và thở ra. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4. Nhưng nhịp 5, bước chân sang phải, sang ngang. Sau đây mời các em chúng ta xem ảnh động và video clip bạn thực hiện. Động tác thứ 2, động tác tay. Động tác thứ 3, động tác chân. Nhịp 1, khiển hai bàn chân, hai tay cầm cờ, chống vào hông, hướng cờ ra trước, hít vào. Các em chú ý chống vào hông bàn tay, hướng cờ ra trước, hít vào. Nhịp 2, khuỷu gối sau, khiển hai bàn chân, hai tay đưa ra trước song song, cao ngang vai, lưng thẳng. Lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng trước, mắt nhìn theo cờ, thở ra. Nhịp 3, đứng thẳng người lên, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, hai cờ hướng sang hai bên, mặt quay sang trái, mắt nhìn theo cờ và hít vào. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị, thở ra. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4. Nhưng nhịp 7 quay mặt sang phải. Sau đây mời các em chúng ta xem ảnh động và video clip bạn thực hiện. Động tác thứ tư, động tác lườn. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, rộng, ngoặt hơn vai một chút. Đồng thời, hai tay dang ngang, lòng bàn tay hướng trước. Cờ hướng sang hai bên, mặt hướng trước và hít vào. Nhịp 2, dồn trọng tâm vào chân trái, mũi bàn chân phải chạm đất. Đồng thời, nghiêng lườn sang phải, tay trái duỗi thẳng, áp nhẹ vào tay. Tay phải co cẳng tay phía sau lưng, cờ hướng sang trái, thở ra. Nhịp 3, chuyển trọng tâm về đứng đều trên hai chân, thân người thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, cờ hướng sang hai bên, mắt nhìn theo cờ bên trái, hít vào. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị và thở ra. Nhịp 5, 6, 7, 8
như nhịp 1, 2, 3, 4. Nhưng nhịp 5 bước chân phải sang ngang, nhịp 6 nghiêng lườn sang trái, nhịp 7 mặt quay nhìn cờ bên phải. Sau đây kính mời các em chúng ta xem hành động về động tác lườn và video clip một bạn thực hiện động tác lườn. Dặn dò, các em chú ý một điều quan trọng là tuần 7 chúng ta sẽ kiểm tra đội hình đội ngũ, nội dung, lý thuyết. Các em xem lại toàn bộ bài đội hình đội ngũ, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, xuất phát mặt hướng chạy, xuất phát vai hướng chạy, xuất phát lưng hướng chạy, động tác vươn thở, động tác tay, động tác chân và động tác lườn. Nhớ chú ý là có nghỉ nghiêm bài thể dục bắt đầu. Động tác vươn thở đếm 2 lần 8 nhịp. Tuần 7 chúng ta sẽ có bài kiểm tra đội hình đội ngũ. Các em chúng ta xem lại toàn bộ bài đội hình đội ngũ. Cách so sánh hàng ngang hàng dọc. Các em có thể sử dụng toàn bộ bài ngày hôm nay là đủ để các em chúng ta làm kiểm tra. Đợt trước kiểm tra rất là nhiều bạn chúng ta không học bài, làm sai rất là nhiều. Thầy đã gửi điểm đến cho giáo viên chủ nhiệm. Thầy mong đợt này các em chúng ta sẽ thực hiện đầy đủ.